Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối bộ tiểu thuyết Trương Hồi, Đông Chu Liệt Quốc, phần 36, hồi 106. Vương Ngao phản gián giết Lý Mục, Điền Quang đâm cổ tiến Kinh Kha. Bấy giờ Thái tử Đan nước Yên làm con tin ở Tần, thấy Tần cử đại binh đánh Triệu, biết tai họa tất sẽ lây đến nước Yên, bèn ngầm sai người đưa thư cho vua Yên bảo nên phòng bị việc chiến thủ. Lại bảo vua Yên nói dối có bệnh, sai người sang đón thái tử về nước. Vua Yên theo kế, sứ giả đến Tần. Vua Tần nói, vua Yên chưa chết thì thái tử chưa về được. Muốn cho thái tử về, trừ phi bao giờ đầu quạ trắng, ngựa mọc sừng mới được. Thái tử Đan ngửa mặt lên trời kêu to, một luồng oán khí thẳng xông lên mấy tầng mây. Đầu quạ trắng mà vua Tần vẫn không cho về. Thái tử Đan bèn đổi quần áo, hủy hình dung, giả làm đầy tớ nhà người ta, trốn ra khỏi cửa hàm cốc, đang đêm trở về nước Yên. Vua Tần đang bàn về việc hàn Triệu, chưa dỗi hỏi đến tội Đan trốn về. Lại nói đại tướng Triệu là Lý Mục, đóng quân ở núi Hội Toàn. Hai đạo quân Tần đều không dám tiến. Vua Tần lại sai Vương Ngao đến giúp mưu kế cho Vương Tiễn. Vương Ngao nói với Tiễn rằng, Lý Mục là tay danh tướng, chưa dễ đánh được, chi bằng hãy tạm giảng hòa, nhưng nhớ định ước trong khi sứ giả hai bên đi lại, tôi sẽ có kế. Vương Tiễn bèn sai người sang dinh Triệu giảng hòa. Lý Mục cũng sai người đáp lại. Vương Ngao lại đến Triệu, nói riêng với Quách Khai rằng, Lý Mục cùng Tần giảng hòa riêng, hẹn ngày phá Triệu sẽ chia cho làm vua ở đại quận. Nếu ông đem lời ấy nói với vua Triệu, khiến vua Triệu cử viên tướng khác thay Lý Mục, tôi sẽ tâu lên vua Tần, thì công lao của ông không phải là nhỏ. Quách Khai đã có ý khác, bèn theo lời Vương Ngao mật tâu lên vua Triệu. Vua Triệu ngầm sai người xem xét, thì quả thấy Lý Mục cùng Vương Tiễn sai sứ đi lại, bèn tin là thật, và triệu Quách Khai đến bản mưu. Quách Khai xin vua Triệu cử ngay Triệu Thông ở trong quân làm đại tướng thay Lý Mục, rồi triệu Lý Mục về, nói dối là sẽ dùng làm tướng quốc. Vua Triệu nghe lời, sai Tư Mã Thượng cầm cờ tiết đến núi Hội Toàn truyền mệnh. Lý Mục nói, trong lúc hai quân đối lũy, nước nhà Yên hay Nguy đều ở một người tướng, dẫu có mệnh vua ta cũng không thể theo được. Tư Mã Thượng bảo riêng Lý Mục rằng, Quách Khai dèm tướng quân muốn làm phản. Vua Triệu nghe lời, nói là đòi tướng quân về làm tướng quốc, đó chỉ là lời nói dối tướng quân mà thôi. Lý Mục tức giận nói rằng, Khai trước dèm Liêm Pha, nay lại dèm ta, ta phải đem quân vào triều, trừ bỏ thằng ác tặc ở bên cạnh vua, rồi sẽ chống Tần sau. Tư Mã Thượng nói, tướng quân làm như thế, người biết cho là trung, người không biết lại cho là phản, chỉ tổ để cho kẻ dèm pha được cớ nói mình. Với cái tài của tướng quân, đi đâu chẳng lập được công danh, hà tất phải ở Triệu. Lý Mục than rằng, ta thường giận nhạc nghị Liêm Pha không chọn đời làm tướng Triệu, không ngờ ngày nay lại đến ta. Lại nói, Triệu Thông không đáng thay ta làm tướng, ta không thể đem tướng ấn trao cho y được. Rồi treo tướng ấn ở trong màn, nửa đêm cải trang làm thường dân trốn đi, muốn sang lương. Triệu Thông cảm ơn Quách Khai tiến cử, lại giận Lý Mục không chịu trao tướng ấn cho mình, bèn sai lực sĩ đuổi theo, tìm thấy Lý Mục ở trong một nhà trọ, nhân lúc say trói lại mà chém, rồi đem đầu về dâng. Tư Mã Thượng không dám về triều phục mệnh, lén đem vợ con trốn ra ngoài bể. Sau khi Triệu Thông đã thay Lý Mục làm tướng, Nhan Tụ được cử làm phó. Quân lính vốn phục Lý Mục, thấy Lý Mục không có tội gì mà bị hại thì căm giận khôn xiết, trong một đêm cùng nhau bỏ trốn hết cả. Triệu Thông không thể ngăn được. Quân Tần nghe tin Lý Mục chết đều uống rượu mừng. Vương Tiễn, Dương Đoan Hòa, hai đạo quân lập tức cùng tiến đánh. Triệu Thông vội đem quân nghênh địch,
nhưng bị quân Tần đánh chẹn giữa, đầu đuôi không cứu nhau được. Triệu Thông thua chạy, bị Vương Tiễn đón đường giết chết. Còn Nhan Tụ thu nhặt tàn binh chạy về Hàm Đan. Quân Tần đuổi thẳng vào đến nơi, bổ vây bốn mặt. Quân Tần nghe hai đạo quân đều đắc thắng, bèn sai nội sử Đằng đưa quân sang nhận đất Hàn. Vua Hàn là An sợ quá, dâng hết cả các thành, xin vào làm tôi nước Tần. Tần bèn lấy đất Hàn, đặt làm quận Dĩnh Xuyên. Thế là nước Hàn mất, sáu nước chỉ còn có năm. Lại nói quân Tần vây Hàm Đan, Nhan Tụ đem hết quân chống giữ. Vua Triệu sợ quá, muốn sai sứ sang các nước láng giềng cầu cứu. Quách Khai nói, vua Hàn đã vào làm tôi Tần, Yên Lương thì còn đang lo giữ mình không xong, còn cứu ta thế nào được. Cứ như ý tôi, quân Tần thế mạnh lắm, chỉ bằng nhà vua đem cả thành đầu hàng, còn giữ được địa vị phong hầu. Vua Triệu toàn nghe, công tử gia phục xuống đất kêu khóc rằng, tiên vương đem Tôn Miếu xã tắc truyền cho nhà vua, sao nỡ bỏ. Tôi xin cùng Nhan Tụ hết sức chống đánh, vạn nhất thành phá thì còn có đất đại quận rộng vài trăm dặm, có thể lập nước được, cớ sao lại chịu bó tay làm tên tù của người ta. Quách Khải nói, thành phá thì vua bị bắt, khi nào còn đến đất đại được. Công tử gia rút gươm chỉ Quách Khai nói rằng, cái thằng gièm pha hại nước kia còn nói nhiều, ta tất chém chết. Vua Triệu khuyên giải, ra mới thôi. Vua Triệu về cung không biết làm thế nào, chỉ còn biết uống rượu làm vui mà thôi. Quách Khai muốn ước với quân Tần dâng thành, nhưng công tử gia đem hết tôn tộc tân khách giúp đỡ Nhan Tụ phòng giữ, một giọt nước cũng không lọt, trong ngoài không thể truyền tin được. Bấy giờ vì mất mùa luôn, dân chúng ngoài thành trốn hết, quân Tần không cướp lương vào đâu được, mà ở trong thành thì có trữ nhiều thóc, ăn dùng không thiếu, cho nên quân Tần không thể hạ thành mau chóng được. Vương Tiễn bèn lui quân ra ngoài 50 dặm để gần chỗ trả lương. Trong thành thấy quân Tần đi, việc phòng giữ hơi trễ nải, mỗi ngày mở cửa một lần để cho người ra vào. Quách Khai nhân dịp ấy sai người tâm phúc đem mật thư ra đưa đến dinh Tần. Trong thư đại ý nói, có ý dâng thành đã lâu, hiểm vì không có dịp, nhưng vua Triệu đã sợ hãi lắm rồi. Nếu vua Tần ngự giá đến nơi, thì Khai xin khuyên vua Triệu ra hàng. Vương Tiễn được thư, sai người phi báo vua Tần. Vua Tần đem 3 vạn tinh binh, sai Lý Tín hộ giá đi đến Hàm Đan, lại hạ lệnh vây thành, ngày đêm đánh phá. Trên thành trông thấy lá cờ to có chữ Tần Vương, liền phi báo vua Triệu. Vua Triệu càng sợ, Quách Khải nói, vua Tần thân mang quân đến đây, có ý định nếu không phá được Hàm Đan thì không thôi. Bọn công tử gia, Nhan Tụ không đủ cậy, vậy đại vương tự quyết đoán vậy. Vua Triệu hỏi, quả nhân muốn hàng Tần nhưng sợ bị giết thì làm thế nào? Quách Khải nói, Tần chẳng hại vua Hàn, lại hại đại vương ư. Nếu đem ngọc bích họ Hòa và địa đồ Hàm Đan ra dâng, vua Tần tất vui lòng. Vua Triệu liền sai Quách Khai viết thư xin hàng. Quách Khai thảo xong lại tâu rằng, thư xin hàng đã viết, nhưng công tử gia tất sẽ ngăn trở. Nghe nói đại binh vua Tần ở cửa Tây, vậy đại vương nói dối là đi tuần thành, rồi đi xe đến đó, tự mở cửa ra hàng, lo gì không được. Vua Triệu vốn hôn mê, chỉ nghe lời Quách Khai, đến lúc nguy cấp lại càng không có chủ trương, bèn theo lời Quách Khai. Nhan Tụ đang tuần thị ở cửa Bắc, nghe vua Triệu đã ra cửa Tây đầu hàng vua Tần rồi, thì sợ quá. Công tử gia cũng phi ngựa đến nói rằng, trên thành đã vâng mệnh vua Triệu dựng cờ hàng, quân Tần sắp kéo vào. Nhan Tụ nói, tôi xin liều chết giữ cửa Bắc, công tử nên đi nhặt hết các người công tộc đến ngay đây, ta cùng chạy đến đất đại để mưu việc khôi phục. Công tử gia theo lời, lập tức mang vài trăm người tôn tộc cùng Nhan Tụ chạy ra cửa Bắc, luôn đêm đi đến đất đại. Nghe lời khuyên của Nhan Tụ, công tử gia tự lập làm vua đại để hiệu lệnh quân dân, nêu công của Lý Mục khai phục quan tước, thân tự đặt lễ tế để thu lòng người đất đại.
sai sứ đi giao kết với Yên, đóng quân ở Thượng Cốc để phòng quân Tần. Lại nói vua Tần chuẩn bị cho vua Triệu đầu hàng, rồi vào thành Hàm Đan, ở trong cung vua Triệu. Vua Triệu theo lễ bề tôi vào bái kiến. Vua Tần ngồi mà nhận, các bề tôi cũ có nhiều người rơi nước mắt. Hôm sau vua Tần cầm xem ngọc bích họ Hòa, bèn cười mà bảo quần thần rằng: viên ngọc này tiên vương dùng 15 thành đổi mà không được đây. Rồi hạ lệnh lấy đất Triệu đặt làm quận Cự Lộc, đặt quan trấn thủ, an trí vua Triệu ở phòng lăng, phong Quách Khai làm thượng khanh. Vua Triệu bấy giờ mới biết cái tội Quách Khai bán nước, bèn than rằng: nếu Lý Mục còn sống, người Tần há được ăn thóc Hàm Đan của ta. Phòng lăng bốn mặt có nhà đá, vua Triệu ở trong nhà đá, nghe tiếng nước chảy, hỏi nước sông gì. Tả Hữu thưa rằng: sở có bốn sông, Giang, Hàn, Thư, Trương, đây là sông Thư, phát nguyên từ Phòng Sơn chảy đến sông Hán. Vua Triệu buồn bã than rằng: nước là vật vô tình mà còn tự chảy đến sông Hán được, quả nhân bị giam ở đây, trông về cố hương nghìn dặm, làm sao mà đến được. Bèn làm bài ca Sơn Thủy để tỏ ý xót thương thân thế. Từ đó cứ suốt ngày buồn bã, mỗi khi hát một bài, các người chung quanh ai nghe cũng phải ngậm ngùi thương xót, rồi phát bệnh mà chết. Vua Tần kéo quân về Hàm Dương, tạm cho quân lính nghỉ ngơi. Quách Khai chứa vàng nhiều quá, không thể mang đi theo được, bèn chôn cả vào hầm nhà riêng ở Hàm Đan. Khi việc đã xong, xin vua Tần cho nghỉ ít lâu về Triệu để vận tải gia tài. Vua Tần cười mà cho về. Về đến Hàm Đan, mở hầm lấy vàng, cho lên mấy xe, giữa đường bị kẻ cướp giết chết, lấy hết vàng đem đi mất. Có người nói bọn cướp ấy là khách của Lý Mục, báo thù cho chủ. Lại nói Thái tử Đan trốn về nước Yên, căm giận vua Tần lắm, bèn bán gia tài tụ họp nhiều tân khách để mưu việc báo thù. Đan tìm được hai tay dũng sĩ là Hạ Phù, Tống Ý, đều hậu đãi cả. Lại có Tần Vũ Dương mới 13 tuổi, đã từng ban ngày giết kẻ thù ở giữa chợ, người chợ sợ không dám gần. Thái tử cũng tha tội cho mà thu nuôi ở trong nhà. Tướng Tần là Phàn Ô Kỳ bị tội chạy sang Yên, trốn ở trong núi sâu. Lúc ấy nghe Thái tử hiếu khách cũng ra xin theo, Đan đãi là bậc thượng tân, xây một cái thành ở phía đông sông Dịch Thủy cho Ô Kỳ ở, gọi là Phàn Quán. Thái phó Cúc Võ sợ làm như thế chọc tức Tần, Tần không khi nào để yên, xin cho Ô Kỳ lập tức sang nước Hung Nô để nước Tần khỏi mượn cớ sinh sự, rồi mới kết với Tam Tấn ở phía Bắc để mưu đồ dần dần việc báo thù Tần. Thái tử Đan nói: kế của Thái phó là kế lâu dài, lòng Đan này như lửa đốt, không thể lúc nào nguôi được. Huống chi Phàn tướng quân về với Đan trong lúc cùng khốn, đó là cái giao tình đau thương. Làm sao lại vì cớ Tần mà đem bỏ Phàn tướng quân ra nơi hẻo lánh? Đan thả chết chứ không làm được việc ấy. Xin Thái phó nghĩ cho Đan này kế khác. Cục Võ nói: Yên yếu mà chống Tần mạnh thì cũng như đem lông bỏ vào lò, đem trứng trọi với đá. Tôi nông cạn hẹp hòi, không thể giúp Thái tử nghĩ kế được. Người quen của tôi là Điền Quang tiên sinh, trí dũng kiêm toàn, lại quen biết nhiều người kỳ vĩ. Thái tử muốn báo thù Tần mà không có Điền Quang thì không được. Thái tử Đan liền cậy Cúc Võ đem xe đi đón Điền Quang. Khi Điền Quang đến nơi, Thái tử thân ra ngoài cửa cung đón rước, rất là cung kính. Điền Quang tuổi già lụ khụ, trèo lên ngồi trên. Những người đứng bên đều cười thầm. Thái tử Đan đuổi các người Tả Hữu ra ngoài, rồi quỳ xuống mà nói rằng: cái thế ngày nay, Yên Tần không thể cùng đứng. Nghe nói tiên sinh là người trí dũng kiêm toàn, vậy tiên sinh có thể vạch ra diệu kế để cứu nước Yên sắp mất trong chốc lát không? Điền Quang từ chối là đã già yếu, không làm gì được nữa. Thái tử nói: trong chỗ bạn chơi với tiên sinh, hiện có người nào cũng có trí dũng như tiên sinh lúc còn trẻ không? Điền Quang nói: khó lắm, khó lắm.
Thái tử thử xem những khách ở trong nhà có mấy người có thể dùng được, bảo ra đây cho tôi xem. Thái tử Đan liền cho gọi bọn Hạ Phủ, Tống Ý, Tần Vũ Dương ra chào Điền Quang. Điền Quang xem qua một lượt, hỏi rõ họ tên, rồi bảo Thái tử Đan rằng: Tôi xem những khách của Thái tử, không người nào dùng được cả. Hạ Phù là người máu hăng, giận thì mặt đỏ. Tống Ý là người mạch hăng, giận thì mặt xanh. Tần Vũ Dương là người cốt hăng, giận thì mặt trắng. Tức giận mà lộ ra mặt để cho người ta biết thì làm sao nên việc được. Tôi biết có Kinh Khanh là người thần dũng, mừng giận không lộ ra mặt, có lẽ hơn những người này. Thái tử Đa nói: Kinh Khanh tên là gì, người ở đâu? Điền Quang nói: Kinh Khanh tên là Kha, nguyên là dòng dõi quan đại phu Khánh Phong nước Tề. Khánh Phong chạy sang nước Ngô ở đất Chu Phương, sợ đánh giết Khánh Phong, họ Hàng lại chạy sang Vệ, đem kiếm thuật mà thuyết Vệ Nguyên Quân. Vệ Nguyên Quân không dùng, Kha bỏ sang Yên, đổi họ làm Kinh, người ta gọi là Kinh Khanh. Tính vốn thích uống rượu, người Yên là Cao Tiệm Ly, khéo đánh đàn trúc. Kha đem lòng yêu mến, hàng ngày cùng uống rượu ở trong chợ. Rượu say, Tiệm Ly đánh đàn trúc, Kinh Kha theo nhịp mà hát. Hát xong chảy nước mắt khóc, rồi lại than thở, cho là thiên hạ không ai biết mình. Người ấy thâm trầm, có mưu lược, quang này kém xa. Thái tử Đan liền lấy xe của mình, sai tên nội thị đánh xe, nhờ Quang đi đón Kinh Kha hộ. Điền Quang nói: Kinh Kha nghèo, tôi vẫn cung cấp tiền rượu, chắc phải nghe lời tôi mà đến ngay. Quang sắp lên xe, Thái tử Đan lại dặn rằng: Những lời Đan này nói là việc lớn của nước nhà, xin tiên sinh chớ hở ra cho ai biết. Điền Quang cười mà nói rằng: Già này không dám nói đâu. Nói rồi đi xe ra chợ tìm Kinh Kha. Kha cùng Cao Tiệm Ly đang uống rượu, mới ngà ngà say. Tiệm Ly đánh đàn trúc. Quang nghe tiếng trúc, xuống xe vào thẳng gọi Kinh Kha. Tiệm Ly cầm đàn trúc mà tránh đi. Kinh Kha cùng Điền Quang chào nhau, rồi Điền Quang mời Kha vào trong nhà trò chuyện. Quang nói đến việc Thái tử Đan muốn dùng mình để mưu việc báo thù Tần, nhưng vì mình già, có cử Kha đi thay. Kha nói: Kha đâu dám không vâng mệnh tiên sinh. Quang muốn khích chí Kinh Kha, bèn vỗ gươm than rằng: Phàm kẻ trưởng giả làm gì, chớ để người ta nghi. Nay Thái tử đem việc nước bàn với Quang, mà lại dặn Quang chớ tiết lộ, đó là có lòng nghi Quang. Quang này khi nào muốn thành việc cho người mà lại để cho người nghi mình, vậy Quang xin lấy cái chết để tỏ lòng, xin Túc Hạ kiếp đi báo cho Thái tử biết. Nói xong rút gươm, tự đâm cổ mà chết. Kinh Kha đang thương khóc, thì Thái tử Đan vừa lúc sai người đến xem sự thể thế nào. Kinh Kha thấy Thái tử có lòng thành, bèn lên xe của Điền Quang mà đi vào cung. Thái tử tiếp đãi Kinh Kha cũng như Điền Quang, hỏi rằng: Điền tiên sinh sao không cùng đến? Kinh Kha nói: Quang nghĩ Thái tử đã có lời dặn riêng, muốn tỏ với Thái tử là giữ kín chuyện, không nói với ai, nên đã đâm cổ chết rồi. Thái tử vỗ ngực thương khóc, nói rằng: Điền tiên sinh vì đan này mà chết, há chẳng oan lắm thay. Hồi lâu mới gạt nước mắt, mời Kinh Kha ngồi lên trên, rồi nói rằng: Điền tiên sinh có lòng yêu mà cho tôi được gặp Kinh Khanh, tôi xem đó là cái phúc từ trên trời xuống, vậy xin Kinh Khanh chỉ giáo cho. Kinh Kha nói: Thái tử có việc gì lo về nước Tần? Đa nói: Tần ví như hùm sói, ăn nuốt chư hầu, không lấy hết được đất thiên hạ thì không chịu thôi. Nay đã diệt được hai nước Hàn Triệu rồi, tất sẽ đến lượt nước Yên. Vì thế nên Đan này ngày đêm lo nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên. Kinh Kha nói: Thái tử muốn đem quân cùng Tần quyết được thua, hay có kế gì khác? Thái tử Đa nói: Yên là nước nhỏ, lại thường bị nạn binh lửa. Nay công tử gia nước Triệu tự lập làm vua nước Đại, muốn cùng Yên hợp quân chống Tần. Đan này chỉ e
đem hết cả quân trong nước cũng không đương nổi một viên tướng Tần, mà dù có vua Đại phụ thêm vào cũng chưa thấy mạnh thêm được bao nhiêu. Ngụy và Tề thì vốn đi với Tần, và Sở thì lại ở xa, chư hầu đều sợ Tần mạnh, không ai dám hợp tung nữa. Đan này trộm nghĩ một kế là nếu được một tay dũng sĩ giả sang sứ Tần, lấy lợi mà dụ, vua Tần tham lợi, tân cho đến gần, nhân dịp đó sấn vào mà uy hiếp, bắt phải trả lại những đất đã lấn của chư hầu, như Tào Mạt thời Tề Hoàn Công ngày xưa, nếu không nghe thì sẽ đâm chết. Lúc ấy những đại tướng cầm binh quyền, không ai chịu ai, vua chết nước loạn, trên dưới ngở nhau, bây giờ ta sẽ liên hợp Sở Lương, cùng lập con cháu Hàn Triệu mà hợp sức phá Tần, đó là lúc càn khôn tái tạo, xin ngài lưu ý cho. Kinh Kha ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng, tôi tài hèn sức kém, e không làm nổi việc ấy. Thái tử Đan dập đầu cố xin rằng, biết tấm lòng cao nghĩa của ngài, đan này xin đem sinh mệnh mà gửi vào tay ngài đó, xin chớ chối từ. Kinh Kha lại hai ba lần từ chối, rồi mới nhận lời. Thái tử Đan liền tôn Kinh Kha làm thượng khanh, xây một tòa quán ở ngay bên hữu tòa quán của Phản Ô Kỳ, gọi là Kinh Quán, để Kinh Kha ở. Thái tử Đan ngày ngày đến thăm, cung phụng cỗ bàn rất hậu, lại hiến xe ngựa và gái đẹp, tùy sở thích của Kinh Kha. Một hôm, Kinh Kha cùng thái tử đi chơi Đông Cung. Kinh Kha thấy dưới ao có con rùa lớn nổi lên, toàn nhặt viên ngói để ném. Thái tử liền đưa thoi vàng thay hòn ngói để Kinh Kha ném rùa. Lại một hôm cùng thi cưỡi ngựa, thái tử có con ngựa quý ngày đi ngàn dặm. Kha bỗng nói, gan ngựa ăn ngon lắm. Lát sau thấy nhà bếp đem món gan đến, tức là gan con ngựa quý của thái tử. Đan lại giới thiệu Phản Ô Kỳ với Kinh Kha, rồi làm tiệc đãi hai người ở Hoa Dương Đài, cho một phu nhân yêu quý của mình ra mời rượu, lại sai mỹ nhân gảy đàn làm vui. Kinh Kha thấy hai tay mỹ nhân trắng muốt như ngọc, khen rằng, hai tay đẹp quá. Tiệc tan, Đan sai nội thị lấy mâm ngọc đem phẩm vật biếu Kinh Kha. Kha mở ra xem thì là cái bàn tay mỹ nhân vừa rồi. Thái tử cho chặt đi dâng Kha để tỏ cho Kha biết là thái tử không tiếc Kha cái gì cả. Kha than rằng, thái tử đãi Kha này hậu đến thế ư, Kha này xin đem cái chết để báo lại. Hồi 107. Dâng địa đồ, Kinh Kha náo Tần Đình. Bàn binh pháp, Vương Tiễn thay Lý Tín. Kinh Kha ngày thường cùng người bàn về thuật đánh gươm, ít khi chịu ai là giỏi, mà chỉ tâm phục có Cáp Nhiếp, người ở Du Thứ, tự cho là mình không bằng, bèn cùng kết làm bạn chí thân. Lúc ấy Kha chịu hậu ơn của Thái tử Đan, muốn đến Hàm Dương uy hiếp vua Tần, bèn sai người đi tìm Cáp Nhiếp, định mời đến nước Yên để cùng thương nghị. Vì Cáp Nhiếp thường đi chơi, không nhất định ở chỗ nào, cho nên không mời được. Thái tử Đan biết Kinh Kha là tay hào kiệt, ngày đêm cung phụng kính cẩn, không dám thúc giục. Bỗng có biên lại báo tin là vua Tần sai đại tướng Vương Tiễn đi lấn đất đã đến biên giới phía nam nước Yên. Vua Đại là Gia, sai sứ đến ước vua Yên cùng đem quân giữ Thượng Cốc để cự Tần. Thái tử Đan sợ quá, nói với Kinh Kha rằng, quân Tần sắp qua sông Dịch, vậy dầu ngài muốn nghĩ kế cứu Yên, có lẽ cũng chẳng kịp nào. Kinh Kha nói, tôi đã nghĩ kỹ lắm, lần đi này không có cái gì để cho vua Tần tin mình, thì không đến gần được. Nay phản tướng quân có tội với Tần, vua Tần giao mua thủ cấp phản tướng quân 1000 vàng, phong ấp muôn nhà, lại có chỗ đất tốt ở Đốc Cương, người Tần vẫn muốn lấy. Vậy nay nếu được cái đầu phản tướng quân và bản địa đồ Đốc Cương đem dâng vua Tần tất vui mừng mà tiếp đãi. Tôi nhân đó mới có thể giúp thái tử được. Đà nói, phản tướng quân đến đây gửi thân, trong khi cùng khốn, sao tôi nỡ lòng mà giết được, còn như bản địa đồ Đốc Cương thì không dám tiếc.
Kinh Kha biết Thái tử Đan có lòng bất nhẫn, bèn đến yết kiến riêng Phản Ô Kỳ mà nói rằng: Nước Tần gây vạ cho tướng quân, cha mẹ họ hàng tướng quân đều bị giết sạch. Nay lại nghe vua Tần muốn mua đầu tướng quân vàng nghìn cân, ấp muôn nhà. Vậy tướng quân sẽ dùng cách gì để báo thù ấy? Phản Ô Kỳ ngửa mặt thở dài, chảy nước mắt mà nói rằng: Tôi mỗi khi nghĩ đến tên Chính ở nước Tần thì đau đến tim tủy, muốn giết nó rồi cùng chết với nó, chỉ hiềm chưa có cơ hội mà thôi. Kinh Kha nói: Này tôi có một lời, có thể giải được lo cho nước Yên, báo được thù cho tướng quân. Tướng quân có chịu nghe không? Phan Ô Kỳ vội hỏi: Ông có kế gì? Kinh Kha chủ trừ không nói. Ô Kỳ hỏi: Sao ngài không nói? Kha nói: Kế đã định rồi, nhưng khó nói ra lắm. Ô Kỳ nói: Nếu báo được thù Tần, thì dẫu phải thịt nát xương tan, tôi cũng không tiếc. Vậy ngài có điều gì khó nói? Kha nói: Cái kế mọn của tôi là muốn hành thích vua Tần, nhưng lại e không sao đến gần được vua Tần. Nếu được cái đầu của tướng quân để dâng vua Tần, thì vua Tần tất mừng mà tiếp tôi. Nhân đó tay trái tôi nắm lấy áo vua Tần, tay phải đâm vào ngực y, thì cái thù của tướng quân sẽ báo được, mà nước Yên khỏi được cái họa diệt vong. Tướng quân nghĩ thế nào? Ô Kỳ chật ngay áo ra, quăng tay dẫm chân, nói to lên rằng: Bấy lâu tôi chỉ suốt ngày suốt đêm nghiến răng nát ruột vì điều ấy mà chưa tìm được kế gì, nay mới được nghe lời ngài dạy. Nói xong liền rút gươm tự cứa đứt cổ họng mà cổ chưa đứt. Kinh Kha lại lấy gươm chặt cho đứt hẳn, rồi sai người phi báo Thái tử Đan là đã lấy được đầu Phản tướng quân rồi. Thái tử Đan nghe tin vội đi xe đến, phục vào cái thây Ô Kỳ mà khóc rất thảm, cho đem thân thể khâm liệm rồi cất táng rất hậu, còn cái đầu thì đem để vào trong hòm gỗ. Kinh Kha nói: Thái tử đã tìm được lưỡi dao găm sắc bén nào chưa? Thái tử nói: Từ phu nhân nước Triệu có lưỡi dao găm dài 1 thước 8 tấc, rất sắc. Tôi đã bỏ ra 100 cân vàng mua được, sai thợ đem tẩm thuốc độc, từng đem thử người, chỉ hơi rớm máu là chết ngay. Tôi vẫn cất kỹ để dành cho ngài đã lâu, chưa rõ bao giờ thì ngài đi. Kinh Kha nói: Tôi có người bạn chí thiết là Cáp Nhiếp, muốn đợi hắn đi giúp sức mà hắn chưa đến. Thái tử Đa nói: Ông bạn của ngài nay đây mai đó linh đênh như cánh bèo trên mặt bể, biết đâu mà tìm. Môn hạ tôi có mấy tay dũng sĩ mà Tần Vũ Dương là hơn cả, hoặc có thể cho đi giúp sức được chăng? Kinh Kha thấy thái tử nóng nảy quá, thở dài nói rằng: Mang một con dao nhọn đi vào nước Tần bất chắc ấy là chỉ có đi mà không có về. Tôi sở dĩ chậm đi là muốn đợi bạn tôi để làm việc cho được 10 phần chắc chắn. Thái tử đã không đợi được thì tôi xin đi. Thái tử Đan liền thảo bức quốc thư, nói xin hiến đất Đốc Cương và nộp đầu họ Phản, rồi đem 1000 vàng sắm sửa hành trang cho Kinh Kha. Tần Vũ Dương làm phó sứ. Khi ra đi, Thái tử Đan cùng tân khách và bạn bè thân có biết việc ấy đều mặc áo trắng, đội mũ trắng, đưa Kinh Kha đến bờ sông Dịch, đặt tiệc tiễn hành. Cao Tiệm Ly nghe tin Kinh Kha vào Tần, cũng đem cái vai lợn và 1 đấu rượu đến. Kinh Kha giới thiệu với Thái tử, Thái tử mời cùng ngồi uống rượu. Khi uống được vài lượt rồi, Cao Tiệm Ly đánh đàn trúc, Kinh Kha theo nhịp mà hát rằng: Gió hiu hắt, nước sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi không trở về. Tiếng hát thê thảm, tân khách và các người đi theo đều chảy nước mắt như trong đám tang. Kinh Kha ngửa mặt thở phào một tiếng, hơi xông thẳng lên trời, hòa thành một cây móng trắng bay suốt vào giữa mặt trời. Ai nấy đều kinh ngạc. Kinh Kha lại cất tiếng hát: Vào hang hổ lặn xoáy thuồng luồng, làn hơi thở hóa cầu vồng thẳng bay. Tiếng hát nghe khích liệt hùng tráng, mọi người đều trừng mắt ham hở như đi ra trận. Thái tử Đan rót chén rượu
quỳ mà dâng lên cho Kinh Kha. Kha uống một hơi hết ngay, rồi níu vai Tần Vũ Dương, nhảy toát lên xe, bảo ra roi đi mau, không ngoái đầu trở lại. Thái tử Đan trèo lên gò cao, trông theo, đến khi không thấy xe Kinh Kha nữa mới thôi, rồi rầu rầu nét mặt như thương tiếc cái gì, chảy nước mắt mà quay về. Kinh Kha đến Hàm Dương, biết quan trung thứ sử Mông Gia, được vua Tần yêu, liền đem 1000 vàng đến đút lót, nhờ nói trước với vua Tần cho. Mông Gia vào tâu vua Tần rằng, vua Yên sợ oai, không dám chống lại, xin đem cả nước xưng thần, cầu được giữ tôn miếu của tiền nhân, lại sợ hãi không dám tự tỏ bày, đã chém đầu phản Ô Kỳ và dâng bản địa đồ, đất Đốc Cương, sai sứ đem dâng. Sứ giả là Kinh Kha, hiện đang ở quán dịch để đợi chỉ. Vua Tần nghe tin đã giết được phản Ô Kỳ thì mừng quá, liền thiết đại triều ở cung Hàm Dương, cho đòi sứ Yên là Kinh Kha vào triều kiến. Kinh Kha đã giấu sẵn con dao nhọn vào trong cái trục bức địa đồ, bèn bưng cái hòm đựng đầu phản Ô Kỳ cùng Tần Vũ Dương bưng hộp địa đồ bước lên. Bỗng sắc mặt Tần Vũ Dương trắng nhợt như người chết, có vẻ sợ hãi quá. Thị thần hỏi, sứ giả làm sao lại biến sắc? Kinh Kha ngoảnh lại nhìn Vũ Dương cười, rồi đi lên trước, dập đầu tạ rằng, Tần Vũ Dương là một kẻ quê mùa mọi dợ, chưa từng được thấy thiên tử, cho nên sợ quá mà đổi sắc. Xin đại vương rộng lòng tha thứ, cho được làm xong sứ mệnh ở trước thiên nhan. Vô Tần truyền lệnh, chỉ cho một mình chánh sứ lên điện. Tả Hữu thét bảo Tần Vũ Dương đi xuống thềm. Vua Tần sai mở cái hòm để xem, quả nhiên trong có đầu phản Ô Kỳ, bèn hỏi Kinh Kha rằng, sao nước Yên không giết ngay tên nghịch thần này đem dâng từ trước, mà lại đợi đến bây giờ mới làm? Kinh Kha nói, phản Ô Kỳ đắc tội với đại vương, trốn lên miền Bắc Mạn, vua tôi phải treo thưởng 1000 vàng mới bắt được. Vua tôi cũng muốn để Ô Kỳ sống, đem giải nộp đại vương, lại e giữa đường sinh biến, cho nên phải chặt đầu, mong được thư cái lòng giận của đại vương. Kinh Kha đối đáp ung dung, nhan sắc càng ra vẻ hòa nhã. Vua Tần không có lòng ngờ. Bấy giờ Vũ Dương bưng cái hộp địa đồ, cúi đầu quỳ ở dưới thềm. Vua Tần bảo Kinh Kha lấy lên xem. Kinh Kha xuống lấy dâng lên. Vua Tần mở bức địa đồ, đang trực xem, thì mũi dao của Kinh Kha đã lộ, không thể che giấu được nữa. Kinh Kha hoảng quá, liền tay tả nắm lấy áo vua Tần, tay hữu rút dao đâm vào ngực vua Tần, nhưng lưỡi dao chưa tới, vua Tần sợ quá, vùng đứng dậy, tay áo đứt vì bấy giờ là đầu tháng năm. Vua Tần chỉ mặc cái áo mỏng, bên cạnh chỗ vua ngồi có cái bình phong dài 8 thước, vua Tần vượt qua, bình phong đổ xuống đất. Kinh Kha cầm con dao sấn đằng sau, vua Tần không thể thoát thân nên cứ vòng quanh cái cột mà chạy. Nguyên phép nhà Tần, quần thần trầu trên điện, không cho được mang binh khí, còn các quan lang trung túc vệ cầm giáo đều đứng giàn hầu ở dưới điện, không có chỉ tuyên triệu, không được tự tiện lên điện. Bấy giờ sự biến thảng thốt xảy ra, vua Tần không kịp gọi người lên cứu, quần thần đều lấy tay không đánh Kha, Kha khỏe lắm, người nào đến gần là bị đánh ngã ngay, có viên ngự y Hạ Vô Đán đang đứng hầu, cũng lấy túi thuốc đánh Kha. Kha quật tay một cái, túi thuốc rách tung. Vì Kinh Kha còn phải đuổi đánh mọi người, nên vua Tần chạy tránh chỗ này, chỗ nọ, không bị Kinh Kha bắt được. Thanh bảo kiếm của vua Tần đeo ở bên mình, gọi là Lộc Lư, dài 8 thước. Vua Tần muốn rút ra, nhưng vì nó dài, khó rút ra khỏi vỏ được. Có tên tiểu nội thị Triệu Cao, vội gọi rằng, sao đại vương không xoay vỏ gươm ra sau lưng mà rút? Vua Tần nghe ra, liền xoay vỏ gươm ra sau lưng, quay tay lại rút gươm ra được dễ dàng. Vua Tần khỏe không kém gì Kinh Kha, và con dao nhọn dài hơn thước, chỉ có thể đâm gần, còn thanh kiếm dài 8 thước, lại có thể đánh xa được. Vua Tần đã có thanh kiếm cầm tay, liền thấy bạo dạn ngay, bèn chạy đến chém Kinh Kha vào đùi bên tả. Kinh Kha ngã bổ nhào xuống bên cạnh cột đồng bên tả, không thể đứng dậy được. Bèn cầm con dao nhọn ném vua Tần. Vua Tần ném mình tránh,
con dao vượt qua bên tai mà vụt đi, đâm thẳng vào cái cột đồng bên hữu, tóe lửa ra. Vua Tần lại cầm kiếm đánh Kha, Kha giơ tay ra đón, rụng mất ba ngón tay, bị chém luôn 8 nhát. Kinh Kha dựa cột mà cười, rồi nhổm lên mắng vua Tần rằng: "May cho mày, ta muốn bắt trước việc Tào Mạt cướp sống mày, bắt mày phải trả những đất đai lấn được của chư hầu. Không ngờ việc không thành, may lại thoát được, há chẳng phải là lòng trời ư? Nhưng mày cậy khỏe, thôn tính chư hầu, làm sao mà hưởng nước lâu dài được?" Tả Hữu xô lại đánh chết Kinh Kha. Tần Vũ Dương ở dưới điện thấy Kinh Kha đã ra tay, toan chạy lên nhưng bị ngay bọn lang trung đánh chết. Tiếc thay, Kinh Kha được Thái Tử Đan nước Yên cung dưỡng bao nhiêu ngày, đi sang Tần làm một việc lại chẳng xong, không những tự hại thân mình, lại làm uổng mạng ba người, Điển Quang, Phan Ô Kỳ và Tần Vũ Dương, đoạn tống sinh mệnh cha con vua Yên. Đó cũng vì kiếm thuật không tinh mà nên nỗi vậy. Vua Tần sợ quá, ngồi ngây nửa ngày mới hoàn hồn, rồi đến xem Kinh Kha, thấy hai mắt tròn vo trợn lên, sắc giận còn hầm hầm, hệt như người sống. Vua Tần càng sợ, sai đem thay Kinh Kha, Tần Vũ Dương và đầu Phàn Ô Kỳ cùng đốt ở trong chợ. Những người nước Yên đi theo đều bị đem chém và bêu đầu ở các cửa thành. Vua Tần về nội cung, các hậu phi đã nghe nói có biến, bèn đến vấn an và đặc biệt mừng. Sáng hôm sau, vua Tần ra coi chầu, luận công hành thưởng. Trước hết thưởng cho Hạ Vô Đán 200 cân vàng, nói rằng: "Vô Đán yêu ta đã cầm túi thuốc ném Kinh Kha." Rồi gọi tên tiểu nội thị Triệu Cao bảo rằng: "Nhờ có nhà ngươi bảo, ta mới biết rút kiếm ra mà đánh Kinh Kha." Cũng thưởng cho 100 cân vàng. Trong bọn quần thần, những người tay không dám xông vào đánh Kinh Kha, cứ coi dấu thương nặng nhẹ mà ra thưởng. Các lang trung ở dưới điện đánh giết Tần Vũ Dương cũng đều được thưởng. Mông Gia nói hộ cho Kinh Kha vào triều, bị tội lăng trì xử tử, giết cả nhà. Mông Ngao đã ốm chết, con là Mông Vũ hiện làm tể tướng, vì không tư tình nên được tha tội. Vua Tần vẫn chưa nguôi giận, sai con Vương Tiễn là Vương Bí đem thêm quân giúp sức cha đánh Yên. Quân Yên thua to, Vương Tiễn hợp binh vây kế thành. Khi thành vỡ, vua Yên bảo Thái Tử Đan rằng: "Ngày nay nước mất nhà tan là chỉ vì mày." Đan thưa rằng: "Hai nước Hàn, Triệu bị diệt cũng tội ở Đan này ư?" Rồi Thái Tử Đan cùng vua Yên bỏ kế thành chạy ra Liêu Đông để lo kế khôi phục. Vương Tiễn bị bệnh xin tử chức, vua Tần sai Lý Tín thay cầm quân đuổi theo đánh cha con vua Yên. Vua Yên nghe quân Tần lại đến, sai sứ cầu cứu vua đất đại là Gia. Gia phúc thư, đại lược, nói Tần sở dĩ kíp đánh Yên là vì cớ oán Thái Tử Đan. Vua có thể giết Đan để tạ tội với Tần, thì Tần sẽ hết giận, xã tắc nước Yên may còn giữ được. Vua Yên do dự không nỡ, Thái Tử Đan sợ bị giết, bèn cùng tân khách trốn ra đảo Đảo Hoa. Lý Tín đóng quân ở Thổ Sơn, sai người đưa thư kể tội Thái Tử Đan. Vua Yên sợ quá, giả cách cho đòi Đan về bàn việc, rồi đổ rượu cho say, sai người đem dây thắt cổ cho chết, rồi chặt đứt đầu. Bấy giờ là tháng 5 mà trời bỗng xuống tuyết dày đến 3 thước 5 tấc trên mặt đất, rét buốt như mùa đông. Người ta đều bảo đó là do oán khí của Thái Tử Đan mà có vậy. Vua Yên sai đem đầu Thái Tử Đan đóng hòm, nộp Lý Tín và viết thư tạ tội. Lý Tín nhân thấy tháng 5 mà trời lại có tuyết lớn, quân lính bị rét thành bệnh, bèn tâu vua Tần hãy cho tạm rút quân về. Vua Tần lại nghe kế của Úy Liêu, cho rằng Yên đại chỉ còn như kế hồn vất vưởng, không bao lâu sẽ phải tan. Hãy đem quân đánh Lương rồi đến Tề, Sở. Ba nước ấy đã diệt được rồi, thì Yên đại không cần đánh cũng hạ được. Bèn sai Vương Bí làm đại tướng, đem 10 vạn quân đi đánh Lương. Vua Lương cầu cứu Tề, nhưng tướng Tề là Thắng, ăn lễ nhiều của Tần, khuyên vua Tề chớ cứu Lương. Quân Tần đánh đại Lương. Vương Bí nhân lúc trời mưa to, sai quân lính khai cờ ở Tây Bắc,
dẫn nước hai sông Hoàng Hà và Biện Hà, đắp đê ngăn hạ lưu. Khi cờ hạ xong, trời mưa to luôn mấy ngày không ngớt, thế nước ào ạt. Vương Bí phá đê cho nước chảy tràn vào trong thành, thành bị nước ngâm ba ngày, mấy nơi bị lở, quân Tần bèn theo đó mà vào. Vua Lương cùng quần thần đang bàn viết biểu xin đầu hàng, bị Vương Tiễn bắt được, bỏ lên xe tù, cùng cung thuộc đưa về Hàm Dương. Giữa đường vua Lương bị bệnh chết, Vương Bí lấy hết đất Lương, đặt làm quận Tam Xuyên, lại lấy cả đất Dã Vương, truất vệ quân làm thứ nhân. Vua Tần lại dùng kế Úy Liêu đem quân đánh Sở, hỏi Lý Tín dùng độ bao nhiêu quân thì vừa. Lý Tín nói, chỉ dùng 20 vạn quân là đủ. Vua Tần lại hỏi lão tướng Vương Tiễn. Tiễn nói, nếu dùng 20 vạn quân thì tất bị thua, mà phải dùng 60 vạn quân mới được. Vua Tần cho là Vương Tiễn giả nua nên nhút nhát, không bằng Lý Tín trai trẻ đang hăng hái, bèn không dùng Vương Tiễn nữa, mà cử Lý Tín làm đại tướng, Mông Vũ làm phó, đem 20 vạn quân đi đánh Sở. Vua Sở là Phụ Xô nghe tin quân Tần đến đánh, bèn cử Hạng Yên làm đại tướng, đem 20 vạn quân chống đánh. Lý Tín cậy sức tiến vào, gặp quân Hạng Yên, hai bên giao chiến, đánh nhau đang hăng. Bảy đạo quân phục của Sở đều xông ra, Lý Tín không chống nổi, thua to bỏ chạy. Hạng Yên đuổi đánh luôn ba ngày đêm, giết bảy viên đô úy và quân Tần bị chết không biết bao nhiêu mà kể. Mông Vũ đi sau, nghe tin Lý Tín thua to, liền lùi lại, sai sứ về cáo cấp. Vua Tần giận quá, tước hết quan chức và ấp An Lộc của Lý Tín, rồi thân đến Dĩnh Dương, yết kiến Vương Tiễn, tỏ ý hối về việc nghe lời Lý Tín đem 20 vạn quân đánh Sở, quả nhiên bị thua, và mời Vương Tiễn lại ra làm tướng đánh Sở để báo thù ấy. Vương Tiễn hai lần từ chối, nhưng vua Tần cứ ép nài. Vương Tiễn nói, nước Sở đất rộng, hễ có hiệu lệnh là có thể lấy được 100 vạn quân ngay. Tôi xin 60 vạn quân, còn e không địch nổi, chứ nói gì diệt nước ấy. Vua Tần lấy làm phải, bèn lấy xe chở Vương Tiễn vào triều. Ngay ngày hôm ấy bái làm đại tướng, lại cử Mông Vũ làm phó. Khi khởi hành, vua Tần thân đi tiễn. Vương Tiễn nâng chén rượu mời vua Tần uống, rồi nói rằng, xin đại vương uống cạn chén này, tôi có điều muốn nói. Vua Tần uống một hơi hết ngay, hỏi rằng, tướng quân muốn nói gì? Vương Tiễn lấy ở trong tay áo ra một tờ giấy. Trong giấy xin vua Tần cấp cho vài nơi ruộng vườn tốt ở Hàm Dương. Vua Tần nói, nếu tướng quân thành công trở về, quả nhân còn tính cùng hưởng phú quý với tướng quân, chứ có lo gì. Vương Tiễn nói, tôi già rồi, đại vương dẫu phong tước đền công cho, cũng như ngọn đuốc ngoài gió, sáng được mấy tí, chỉ bằng lúc tôi còn sống, cấp ruộng vườn tốt để lại cho con cháu đời đời được chịu ơn đại vương. Vua Tần cả cười rồi bằng lòng cho. Khi quân đi đến cửa Hàm Cốc, Vương Tiễn lại sai sứ về xin vua Tần cho thêm mấy nơi vườn ao nữa. Mông Vũ nói, tướng quân xin như thế chẳng là nhiều lắm ư? Vương Tiễn mật bảo rằng, vua Tần tính cường bạo mà đa nghi, nay đem 60 vạn quân giao cho ta, thế là đem cả nước mà ủy thác vào ta vậy. Ta xin nhiều ruộng vườn để lập nghiệp cho con cháu, là cốt để yên lòng vua Tần. Mông Vũ phục là cao kiến. Hồi 108, kiêm sáu nước thống nhất thiên hạ, lên ngôi báu, tự xưng Thủy Hoàng. Lại nói Vương Tiễn thay Lý Tín làm đại tướng, đem 60 vạn quân đi đánh Sở. Tướng Sở là Hạng Yên, giữ Đông Cương để chống lại. Vua Sở lại sai Cảnh Kỳ đem thêm 20 vạn quân giúp sức. Vương Tiễn đóng quân ở núi Thiên Trung, cắm trại liền nhau hơn 10 dặm, phòng giữ kiên cố. Hạng Yên hàng ngày sai người đến khiêu chiến, Vương Tiễn nhất định không ra đánh. Hạng Yên cho là Vương Tiễn già nhát sợ. Vương Tiễn hàng ngày cứ cho quân lính tắm gội ăn uống. Như thế trong vài tháng, quân lính vô sự ngày ngày chỉ cùng nhau ném đá nhảy cao làm trò chơi.
theo binh pháp của Phạm Lãi, ném đá là dùng hòn đá nặng 12 cân, dựng cây gỗ làm máy, bắn đi được 300 bước là thắng, không được thế là thua. Người nào có sức khỏe thì có thể dùng tay mà ném đá thì thắng hơn một tầng. Nhảy cao là chôn một tấm gỗ ngang cao 7-8 thước, cùng nhau nhảy qua, lấy đó thi hơn thua. Vương Tiễn mỗi ngày sai quân lại các dinh ngầm ghi những người được thua để biết sức mạnh yếu của mỗi người. Bề ngoài thì làm ra dáng co rút giữ mình, không cho quân lính đến địa giới sở kiếm củi. Bắt được người sở thì cho ăn uống no say rồi tha về. Giữ nhau đến hơn một năm, Hạng Yên không được đánh trận nào. Cho là Vương Tiễn tiếng dẫu đánh sở, thực là giữ mình, bèn không lo lắng gì về chiến sự nữa. Bỗng một hôm, Vương Tiễn đại khao tướng sĩ, nói rằng hôm nay cùng quân sĩ phá quân sở. Tướng sĩ đều tranh nhau xin đi trước. Vương Tiễn bèn kén 20.000 người kiêu dũng, gọi là tráng sĩ, xung làm quân tiên phong, lại chia quân làm mấy đạo, dặn rằng hễ thấy quân sở thua chạy rồi thì chia nhau đi cướp đất. Hạng Yên không ngờ Vương Tiễn chợt đến, thảng thốt ra cự địch. Quân Tần được nuôi sức đã lâu ngày, hàng máu muốn đánh, cho nên một người địch nổi 100 người. Quân sở thua to, khuất địch tử trận. Hạng Yên và Cảnh Kỳ đem tàn quân chạy về phía đông. Vương Tiễn thừa thắng đuổi theo, hai bên lại đánh nhau ở thành Vĩnh An. Quân sở lại thua to. Quân Tần bèn hạ được Tây Lăng, đất Kinh, đất Tương đều chấn động. Vương Tiễn sai Mông Vũ chia một nửa quân đóng ở Ngọc Chủ, truyền hịch đi các quận Hồ Nam, tuyên bố uy đức vua Tần, còn tự mình thì đem đại quân kéo thẳng đến kinh đô Thọ Xuân, rồi sai người về Hàm Dương báo tiệp. Hạng Yên đi đến sông Hoài, mộ quân chưa về. Vương Tiễn thừa hư đánh gấp, thành vỡ, Cảnh Kỳ tự vẫn ở trên thành. Vua Sở là Phụ Xô bị bắt, vua Tần thân đến Phản Khẩu để nhận tù, truất vua Sở làm thứ dân, sai Vương Tiễn hợp binh với Mông Vũ để đánh lấy đất Kinh, đất Tương. Hạng Yên mộ được 25.000 quân, về đến Từ Thành, bỗng gặp người em cùng mẹ với vua Sở là Sương Bình Quân chạy nạn đến đó, nói thành Thọ Xuân đã bị phá, vua Sở đã bị bắt, chẳng biết sống chết thế nào. Hạng Yên nói, Ngô Việt có Trường Giang làm giới hạn, đất vua nghìn dặm, còn có thể dựng nước được. Bèn đem quân qua sông, tôn Sương Bình Quân làm vua Sở, ở thành Ô Lăng, luyện binh giữ thành. Được tin Hạng Yên lại lập vua Sở mới ở Giang Nam, vua Tần có ý lo. Vương Tiễn nói, hình thế của nước Sở là ở Giang, Hoài, nay cả miền Hoài đều về tay ta rồi, kẻ kia dẫu còn chút hơi thở, nhưng đại binh đến là bị bắt ngay, lo chi điều ấy. Vua Tần khen rằng, tướng quân tuổi già rồi mà chí còn hăng hái lắm. Hôm sau, vua Tần trở về Hàm Dương, lưu Vương Tiễn ở lại để bình định miền Giang Nam. Vương Tiễn sai Mông Vũ đóng thuyền ở Anh Vũ Châu. Hơn một năm thì thuyền đóng xong, bèn cho thuận dòng đi xuống. Quân giữ sông không thể chống nổi. Quân Tần bèn lên bộ, lưu 10.000 ở Hoàng Sơn để đóng chẹn cửa sông. Còn đại quân thì từ Chu Phương tiến vây Lan Lăng, đóng dinh khắp bốn mặt. Quân sĩ hò reo vang trời. Hạng Yên đem hết quân ra đánh ở dưới thành. Hiệp đầu quân Tần hơi lui, Vương Tiễn chia các tráng sĩ làm hai đội tả hữu, đều cầm dao ngắn, reo to mà xông vào trận. Mông Vũ tự tay chém được một viên tể tướng, lại bắt sống được một người. Quân Tần càng thêm hăng hái. Hạng Yên lại thua to, chạy vào trong thành, lấp cửa thành cố giữ. Vương Tiễn dùng thang máy leo lên đánh, Hạng Yên dùng tên lửa bắn, đốt cháy thang máy. Mông Vũ nói, Hạng Yên đã như con cá ở trong nồi rồi. Rồi sai đắp lũy cao bằng thành, vây đánh càng gấp. Sương Bình Quân thân đi tuần hành, bị tên bay bắn phải. Quân lính vực về hành cung, nửa đêm thì chết. Hạng Yên khóc lóc rằng, ta còn sống ở đây là vì còn có Sương Bình Quân là dòng dõi vua Sở. Ngày nay Sương Bình Quân chết rồi thì ta còn mong gì? Rồi ngửa mặt lên trời kêu to 3 tiếng, cầm gươm đâm cổ mà chết.
Trong thành rối loạn, quân Tần trèo vào mở cửa thành. Vương Tiễn kéo quân vào, dụ yên dân chúng, lại đem quân xuống phía nam, đến núi Tích Sơn. Quân lính đào đất làm bếp, đặt nồi thổi cơm, tìm được một cái bia đá, ở trong khắc 12 chữ rằng: Hữu tích binh thiên hạ tranh, vô tích ninh thiên hạ thanh. Nghĩa là có thiếc thì đánh nhau, thiên hạ loạn, không có thiếc thì yên, thiên hạ thanh bình. Vương Tiễn cho đòi cổ nhân đến hỏi, thì biết từ khi vua Bình Vương nhà Chu rời sang đất Lạc, núi ấy sản sinh ra nhiều trì thiếc nên gọi là Tích Sơn. Đã 40 năm nay, lấy dùng không hết, nhưng gần đây đã thấy ít dần, tấm bia ấy cũng không biết người nào làm ra. Vương Tiễn than rằng, bia này lộ ra, thiên hạ từ đây được yên ổn. Có lẽ người xưa đã thấy trước điều ấy, nên chôn bia để báo cho người sau đó chăng? Từ nay nên đặt nơi này gọi là vô tích, tức là không có thiếc. Vương Tiễn kéo quân qua Cô Tô, quan giữ thành đem thành ra hàng. Tiễn bèn qua sông Chiết Giang mà định đất Việt. Con cháu vua Việt từ sau khi Việt mất, ở tản mát trong khoảng Dũng Giang, Thiên Thai, dựa theo mé bể, tự xưng quân trưởng, không thống thuộc nhau. Đến lúc đó, nghe oai Đức Vua Tần đều đến xin hàng. Vương Tiễn thu lấy địa đồ và sở dinh, phi báo Vua Tần, rồi lấy nốt cả đất Dự Trương, dựng ra hai quận Cửu Giang và Cối Kê. Thế là Tần diệt được sở. Vương Tiễn đã diệt được sở, đem quân về Hàm Dương. Vua Tần thưởng cho 1000 cân vàng. Tiễn cáo lão lại về Dĩnh Dương. Vua Tần cử con trai Tiễn là Vương Bí làm đại tướng quân, đem quân đánh vua Yên ở Liêu Đông. Dặn rằng khi đã bình định Liêu Đông rồi thì đem quân lấy luôn đất Đại. Vương Bí đem quân đi, qua sông Ám Lục vây phá được thành Bình Nhưỡng, bắt vua Yên là Hỷ đưa về Hàm Dương, chốt làm thứ dân. Thế là lại diệt được Yên. Vương Bí đã diệt Yên, bèn rời quân sang phía Tây đánh đất Đại. Đại vương gia thua to, muốn chạy sang Hung Nô. Vương Bí đuổi theo bắt được, đem giam. Gia tự sát, Vương Bí lấy hết được đất Vân Trung, Nhãn Môn. Thế là diệt hẳn được nước Triệu. 6 nước đối địch với Tần, đến đó là mất năm rồi. Chỉ còn lại 1 nước Tề nữa mà thôi. Thư báo tiệp của Vương Bí gửi về đến Hàm Dương. Vua Tần mừng quá, tự tay viết một bức thư gửi cho Vương Bí. Đại lược nói rằng, tướng quân một lần đem quân đi mà bình định được Yên và Đại, rong ruổi hơn 2000 dặm, so với cha già, công lao chẳng hơn kém nhau. Tuy nhiên, từ Yên về Tề, Nam Bắc tiện đường, nước Tề mà hãy còn, cũng ví như thân người còn thiếu một cánh tay. Xin tướng quân đem cái oai thừa, diệt nốt nước Tề. Như vậy cái công của cha con tướng quân đối với Tần là có 102 vậy. Vương Bí được thư bèn dẫn quân qua Yên Sơn, theo đường Hà Gian xuống phía nam. Lại nói Tề Vương Kiến nghe lời tướng quốc Hậu Thắng, không cứu Hàn Triệu. Mỗi khi Tần diệt được một nước, vua Tề lại sai sứ đến mừng. Tần lại đút nhiều vàng cho sứ giả. Sứ giả về kể chuyện vua Tần hậu đãi. Vua Tề cho là có thể trông cậy được vào việc hỏa hiếu, nên không phòng bị việc chiến tranh. Đến khi nghe 5 nước bị diệt cả rồi, vua Tề mới áy náy không yên, bèn cùng Hậu Thắng thương nghị, đem quân giữ địa giới phía Tây để phòng quân Tần đánh úp. Dè đâu Vương Bí ở mặt Bắc đem quân qua Ngô Kiều thẳng đến Tế Nam. Nước Tề từ khi vua Kiến lên ngôi trong 44 năm không có nạn binh lửa, dân ở Yên đã quen, không từng diễn tập võ nghệ, huống chi quân Tần vốn có tiếng là cường bạo. Nay nghe có 10 mấy vạn quân kéo đến, sừng sững như núi Thái Sơn, sao mà chẳng sợ, nên không ai dám chống cự. Vương Bí kéo quân đi thẳng vào Lâm Chi, dân chúng trong thành đều chạy tán loạn, cửa thành không giữ được nữa. Hậu Thắng bó tay không có kế gì, đành khuyên vua Tề ra hàng. Vương Bí không phải đánh một trận nào, trong khoảng 2 tháng lấy được hết đất Sơn Đông. Vua Tần nghe tin báo tiệp, truyền lệnh rằng Tề Vương Kiến dùng kế của Hậu Thắng,
cự tuyệt sứ Tần, mưu toan làm loạn. Nhưng may tướng sĩ phụng mệnh đã diệt được Tề, lẽ ra giết cả vua tôi Tề. Nhưng nghĩ đến cái tình kiến Quy Thuận trong hơn 40 năm nên tha tội chết cho cùng vợ con rời ra ở cung thành. Quan chức trách tính ngày cấp thóc ăn, cho chọn cái đời sống thừa của kiến. Còn Hậu Thắng thì đem chém đầu ngay tại chỗ. Vương Bí vâng lệnh giết Hậu Thắng, sai quân áp giải Tề Vương Kiến ra an trí ở cung thành, cho ở trong mấy gian nhà dưới núi Thái Hàng. Bốn bề đều là cây tùng, cây bách, tuyệt chẳng có cư dân. Cung quyến dẫu bỏ đi rất nhiều, nhưng cũng còn vài chục miệng ăn, số thóc không đủ, mà quan chức trách lại nhiều khi không cấp cho. Kiến chỉ có một con trai còn bé, giữa đêm đói bụng khóc inh, Kiến buồn rầu ngồi dậy, nghe tiếng gió thổi trên cây tùng, cây bách, nghĩ lại khi ở Lâm Chi, phú quý đến bực nào. Vì dại, nghe tên gian thần Hậu Thắng, đến nỗi mất nước, phải chết đói ở núi Hoang, hối lại không kịp nữa. Nghĩ vậy rồi khóc nức nở, được vài hôm thì chết. Các cung nhân đều trốn cả, còn đứa con trai sau cũng không biết sống chết thế nào. Tiếng đồn Tề Vương Kiến vì đói mà chết, người Tề nghe tin đều động lòng thương. Nhân làm bài hát rằng: Kìa bách, kìa tùng, đói lòng mà không ăn được, ai làm cho kiến cơ cực nước đời, thương ôi, chẳng biết dùng người mà nên. Mấy câu hát ấy là trách Hậu Thắng đã làm mất nước Tề vậy. Bấy giờ là năm thứ 26 đời Tần Vương Chính, sáu nước đều hợp cả vào nước Tần, thiên hạ nhất thống. Vua Tần cho rằng sáu nước kia đều xưng vương thì vương hiệu không còn được tôn quý nữa, muốn đổi xưng đế. Nhưng năm xưa cũng từng có cái nghị Đông Tây nhị đế rồi mà không đáng truyền cho đời sau, không đủ để uy phục bốn vợ. Bèn xét xem quân hiệu đời thượng cổ thì thấy có Tam Hoàng, Ngũ Đế, công đức ở trên Tam Vương. Duy có Tần đức kiêm Tam Hoàng, công hơn Ngũ Đế, bèn kiêm cả hai danh hiệu gọi là Hoàng Đế, và tôn cha là Trang Tương Vương làm Thái Thượng Hoàng. Lại cho rằng Chu Công đặt ra phép đặt tên Thụy, con được nghị cha, tôi được nghị vua là trái lễ, nên bỏ phép ấy đi không dùng. Ta làm Thủy Hoàng Đế, tức là vị Hoàng Đế đầu tiên. Đời sau cứ theo số ấy mà tính, nhị thế, tam thế, cho đến bách thiên, vạn thế, truyền mãi không cùng. Thiên tử tự xưng là trẫm, bề tôi tâu việc, xưng với thiên tử là bệ hạ. Lại cho Triệu Thợ Khéo chạm viên ngọc họ Hòa làm ấn truyền quốc, có khắc chữ rằng: Thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Lại suy tính ngũ hành trước sau, nhà Chu thuộc hỏa, mà Thủy có thể diệt được hỏa. Tần ứng cây vận thuộc Thủy, y phục tinh kỳ đều theo sắc đen, Thủy số 6, cho nên đồ dùng đều theo số 6, lấy ngày sóc tháng 10 làm tháng riêng, các lễ triều hạ đều ở trong tháng ấy. Chữ chính là Ngự Húy Hoàng Đế, không được phạm, cho nên đổi chữ chính làm chữ trinh. Chữ trinh có nghĩa không được tốt lành, nhưng vì đó là ý của Thủy Hoàng nên không ai dám nói. Úy Liêu thấy Thủy Hoàng dương dương tự đắc, luôn đề ra cải cách này nọ, thì phàn nàn riêng một mình rằng: Nhà Tần dẫu thống nhất thiên hạ mà nguyên khí đã suy rồi thì lâu dài sao được. Rồi một đêm cùng đệ tử Vương Ngao trốn đi, không ai biết đi đâu. Thủy Hoàng hỏi quần thần rằng: Úy Liêu bỏ trẫm mà đi là cớ làm sao? Quần thần đều thưa rằng: Úy Liêu giúp bệ hạ định bốn bể công rất to, cũng mong được cắt đất chia phong như Thái Công, Chu Công nhà Chu. Nay bệ hạ đã định tôn hiệu mà chưa luận công hành thưởng, nên Úy Liêu thất ý mà bỏ đi đó. Thủy Hoàng hỏi: Chế độ phân phong của nhà Chu còn dùng được nữa không? Quân thần đều nói: Yên, Tề, Sở, Đại, đất xa khó trị, không đặt vương thì không thể chấn nhiếp được. Lý Tư bàn rằng: Nhà Chu chia phong ra vài trăm nước, đều là người cùng họ, về sau con cháu tranh giết nhau mãi không thôi. Nay bệ hạ đã thống nhất được thiên hạ, nên chia ra làm nhiều quận huyện,
dẫu có công thần cũng chỉ nên cấp bổng lộc cho thật hậu, mà không cho được một thước đất, một tên dân nào. Như thế mới tuyệt hẳn được cái gốc họa binh cách. Há chẳng phải là cái kế trị an lâu dài ư? Vua Tần theo nghị ấy, bèn chia thiên hạ làm 36 quận. Mỗi quận đặt một viên thổ úy, một viên gián ngự sở, thu hết giáp binh thiên hạ đem về Hàm Dương, tiêu hủy đi, đúc 12 người vàng, mỗi người nặng 1000 thạch đặt ở trong cung đình để ứng cái điểm người cao lớn ở Lâm Thao, đem hết những phú hào trong thiên hạ đến ở cả Hàm Dương, cộng 20 vạn nhà, ở khu Bắc Hàm Dương, theo kiểu cung thất 6 nước, dựng 6 sở ly cung, xây cung A Phòng, cử Lý Tư làm thừa tướng, Triệu Cao làm lang trung lệnh. Các tướng soái có công như bọn Vương Bí, Mông Vũ đều được phong 1 vạn hộ, những người khác thì được vài nghìn hộ, theo số thuế thu nhập mà cấp. Rồi đó, đốt sách, chôn học trò, tuần du vô độ, đắp vạn lý trường thành để chống dọ hồ, chăm họ than vãn cuộc sống cơ cực. Đến đời vua Nhị Thế lại càng bạo ngược. Các tay anh hùng ở nơi thảo giã là bọn Trần Thắng, Ngô Khởi đều nổi lên làm mất nhà Tần.